Mạc Hùng, đơn vị thiết kế và thi công chọn gói hàng đầu tại Việt Nam, chuyên thiết kế và thi công các công trình biệt thự, nhà vườn, các công trình dân dụng chất lượng và uy tín. Mạc Hùng trực tiếp sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng với chất lượng cao theo tiêu chuẩn của châu Âu. Xây nhà không khó vì có Mạc Hùng. Xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mạc Hùng để đón xem những mẫu nhà do đội ngũ Mạc Hùng trực tiếp thiết kế và thi công chọn gói. Và trước khi đến chi tiết về mẫu nhà ngày hôm nay thì tôi xin được giới thiệu về Mạc Hùng. Mạc Hùng là đơn vị thiết kế và thi công chọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, và với đội ngũ nhân sự đông đảo thì chúng tôi thiết kế và thi công chọn gói trên khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Quý vị và các bạn yêu thích những mẫu nhà, yêu thích những mẫu thiết kế của Mạc Hùng thì xin vui lòng gọi tới các số điện thoại hotline của chúng tôi để được đội ngũ nhân viên của Mạc Hùng tư vấn. Và ngoài kênh YouTube mà quý vị và các bạn đang theo dõi ra thì quý vị và các bạn có thể cập nhật những tin tức nhiều hơn nữa về Mạc Hùng qua kênh các kênh trang xã hội khác như là Facebook, TikTok hay là website. Quý vị và các bạn có thể truy cập website với tên miền là thietkethicongchongoi.com. Tôi xin nhắc lại nhé, chúng ta có thể truy cập website của Mạc Hùng với tên miền là thietkethicongchongoi.com. Ở đây chúng tôi đã đăng tải rất nhiều những mẫu nhà đẹp mà chúng tôi đã thiết kế trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là những giá thành cũng như là công năng mà chúng tôi đã thực hiện. Tuy nhiên quý vị và các bạn chúng ta lưu ý là đây là những nhà mẫu nhà mà chúng tôi thiết kế tại thời điểm xây dựng, và nếu quý vị và các bạn chúng ta muốn biết mẫu nhà của quý vị và các bạn tại địa phương nào và giá thành như thế nào thì xin vui lòng gọi tới các số điện thoại hotline của chúng tôi là 0964458888 hoặc là 0828133333 để nhận được những tư vấn sớm nhất. Trở lại với công trình ngày hôm nay thì ngày hôm nay tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn một công trình mà chúng tôi đã thiết kế cho chủ đầu tư là anh Vũ Văn Hòa, có địa chỉ tại thị trấn Kiến Sương, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Và như thường lệ thì chúng ta hãy quan sát về phần ngoại thất của công trình quý vị nhé. Từ phần ngoại thất thì chúng ta có thể thấy đây là một công trình được thiết kế rất là độc đáo, một ngôi nhà ống 3 tầng và mang lối kiến trúc hiện đại, đúng không ạ? Một ngôi nhà mái bằng. Ở đây thì công trình của chúng ta sẽ không có quá nhiều những phần mặt phẳng hay là góc cạnh mà chúng tôi đã bo vát thì tạo cái sự mềm mại và cái sự uyển chuyển hơn cho ngôi nhà, đúng không ạ? Nhưng mà nó sẽ vẫn giữ được cái vẻ đẹp, vẻ sang trọng của nó. Với công trình chính ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng màu sắc rất là tươi mới. Chúng ta sử dụng phần màu trắng kem kết hợp với những phần chất liệu mới để chúng ta ốp những khu vực như là phần cọc trước nhà hay là những khu vực mà chúng ta trang trí phía trước của ngôi nhà. Với phần cửa của công trình thì chúng tôi cũng sử dụng phần mái vòm mang lại cái sự mềm mại nhất định cho công trình. Chúng ta sẽ không có quá nhiều nét, những cái đường nét rất là thô cứng, đúng không ạ? Và thay vì đó thì chúng ta sẽ tạo cái hình khối khác biệt hơn, mềm mại hơn với công trình. Với phần chất liệu thì tất cả các phần cửa chúng ta sẽ sử dụng chất liệu nhôm sinh pha. Và với đặc tính của với những ngôi nhà hiện đại ngày nay thì quý vị có thể thấy quý vị có thể là biến chuyển rất nhiều các loại nhôm kính và nhôm hệ, đúng không ạ? Và như quý vị thấy thì với chất liệu nhôm hệ thì chúng ta có thể cải biến từ phần màu sắc cho đến những phần công năng hay là những cái khu vực mà chúng ta mong muốn. Ví dụ hình tròn chúng ta có thể tạo cái khu vực thoáng hoặc sáng, đúng không ạ? Hay là những cái cửa sổ hình vòm như thế này, nó tạo cái tính thị giác rất là cao. Và điều này sẽ chỉ có được khi quý vị và các bạn chúng ta sử dụng những cái chất liệu mới như là chất liệu nhôm hệ hiện nay. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có một khu vực rất là rộng, tôi đánh giá rất cao khu vực phía bên trên mái của ngôi nhà như thế này, đúng không ạ? Chúng ta tận dụng làm khu vực sân chơi. Đây là một khu vực mà gia đình có thể làm một cái quầy chòi để làm BBQ, hoặc là phía sau thì chúng ta cũng có những cái không gian nhất định. Và cái lợi thế của một ngôi nhà mái bằng là như thế, là tức là tất cả những không gian, những diện tích một ngôi nhà 3 tầng thì chúng ta có phần 3 phần diện tích sử dụng, đúng không ạ? 3 sàn diện tích sử dụng, thay vì những ngôi nhà mái Nhật hoặc mái Thái thì chúng ta chỉ có 2 sàn thôi. Đây là một cái sự tiện lợi nhất định. Tuy nhiên thì quý vị cần lưu ý là với những ngôi nhà hiện đại mái bằng như thế này thì chúng ta sẽ cần phải xử lý những cái phần chống nóng và chống thấm cực kỳ là tốt. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý những cái phần cao độ, tức là những cái phần độ nghiêng để làm sao cái phần nước mưa của chúng ta có thể thoát nước một cách dễ dàng nhất, tránh cái hiện tượng là thấm mái cũng như là rột mái. Và để được tư vấn kỹ thuật thi công một công trình thì quý vị và các bạn nên chọn một đơn vị uy tín. Và Mạc Hùng hiện nay là đơn vị mà chúng tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây nhà dân dụng cũng như là xây nhà trên rất nhiều nơi trên toàn quốc. Một năm chúng tôi xây dựng lên đến hàng nghìn ngôi nhà, cho nên quý vị và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như là kỹ thuật của đội ngũ thi công Mạc Hùng. Ở đây chúng ta sẽ có phần cổng phía đằng trước. Phần cổng thì cũng sẽ được làm thiết kế hơi uốn lượn một chút nha. Nó sẽ tạo cái sự mềm mại nhất định cho công trình. Đây là một cái phần thiết kế mà tôi rất là ưng ý, bởi vì nó rất là khác biệt so với công trình. Và tôi nghĩ rằng chủ nhân của công trình này cũng là một người rất là đặc biệt. Và chúng ta hãy xem về phần công năng phía bên trong của ngôi nhà có gì đặc biệt. Thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với phần bản vẽ thiết kế nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ đến với phần mặt bằng định vị công trình. Với phần mặt bằng định vị công trình sẽ xác định được cho chúng ta về ngôi nhà so với khuôn đất như thế nào, đúng không ạ? Và với công trình của chúng ta sẽ bố trí làm sao. Như quý vị thấy ở đây thì khuôn đất của gia đình không được vuông vắn lắm. Phải nói rằng ở đây là một khuôn đất có chiều dài mặt trước
chỉ là 5m, nhưng mà là một khuôn đất nở hậu nhé. Tôi rất thích những khuôn đất mà chúng ta có cái phần đất hơi nở hậu một chút, đúng không ạ? Về phong thủy sẽ rất là tốt, nó sẽ tạo cái sự tài lộc sau này cho gia đình. Ở đây thì phần trước thì chúng tôi sẽ để ra làm một khu vực giống như là khu vực để phần phương tiện và cũng là cái phần mặt thoáng của công trình. Đi vào xong công trình đây, chúng ta sẽ có cái hướng của ngôi nhà, đúng không ạ? Với ngôi nhà này chúng ta sẽ khó để chọn được hướng rồi, một ngôi nhà lô phố mà. Phần đường hỏa hẻm và phần giao thông ở phía trước của ngôi nhà hai mặt tiền. Gia chủ sinh năm 1982, cung mệnh ly, thì chúng tôi sẽ lựa chọn hướng nhà là hướng đông. Tức là hướng đông thì sẽ là hướng sinh khí, phúc lộc vẹn toàn, thu hút tài lộc cho gia đình, đúng không? Nếu quý vị và các bạn chúng ta không, cái hướng nhà của chúng ta nó không phù hợp với tuổi của chúng ta, thì quý vị ít nhất là chúng ta sẽ cần phải lựa chọn cái hướng ban thờ, nó sẽ cần phù hợp với tuổi của gia chủ. Và để biết được những cái hướng nào phù hợp cho quý vị, hoặc là quý vị có bất kỳ các thắc mắc nào về vấn đề phong thủy, thì xin vui lòng chúng ta truy cập trang web của chúng tôi ở trên Facebook. Thì quý vị và các bạn có thể truy cập fanpage trên Facebook của chúng tôi với tên là Phong Thủy Mark Home. Và ở đây thì chúng tôi cũng có các số điện thoại hotline, quý vị có thể nhắn tin trực tiếp tới fanpage để được đội ngũ phong thủy sư của chúng tôi giải đáp rất là tận tình. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần mặt bằng bố trí nội thất tầng 1. Chiều dài mặt trước của ngôi nhà là 6,2m, phần hậu là 7,9 so với chiều sâu của ngôi nhà là 15,3. Thì chúng tôi đã bố trí khu vực phòng khách của chúng ta có diện tích là 20m2. Phòng khách thì cũng sẽ được liên thông cùng khu vực bếp và khu vực phòng ăn với diện tích là 25m2. Thì cái việc liên thông như thế này thì sẽ giúp cho cái không gian của chúng ta nhìn nó sẽ rộng hơn. Ở đây chúng ta thường sẽ làm những cái phần vách lam. Chúng ta có thể làm phần vách lam bằng gỗ và trang trí thêm giống như là những cái phần kệ để chúng ta trang trí thêm những cái phần giỏ hoa, đúng không ạ? Phần kệ tivi ở phía đối diện rồi. Đây là một lối để chúng ta vào ngôi nhà. Sau này gia đình có thể là làm một cái lối đi, một cái phần sảnh phụ, đúng không ạ? Cái lối đi này nó rất là tiện quý vị nhé. Những cái khu tiếp cận khác nhau thì sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta giao thông sẽ thuận tiện hơn. Chúng ta cũng sẽ có một phòng ngủ với diện tích là 11,7m2. Đây là khu vực cầu thang. Với khu vực sân sau và nhà vệ sinh thì được đặt ở phía ngoài công trình. Phần sân sau này thì là một khu vực sân phơi, đúng không ạ? Chúng ta để máy giặt, đây là một công năng rất là tiện lợi cho gia đình rồi. Tôi nghĩ đây là một công năng cực kỳ là hợp lý. Cho nên lên trên tầng 2 của chúng ta, khu vực phòng thờ đấy ạ. Phòng thờ được đặt ở vị trí phía trước ngôi nhà, vẫn sở hữu một khu vực ban công khá là rộng rãi nhé. Và được thiết kế với 3 phòng ngủ. Phòng ngủ số 2 với diện tích là 18m2, sở hữu một ban công ở phía bên ngoài khá là rộng rãi. Phòng ngủ số 4 thì thậm chí phòng ngủ số 4 thì có diện tích là 11m2. Nhà vệ sinh thì chúng ta sẽ sử dụng phía bên ngoài nhé, rộng 3,2m2. Phòng ngủ số 3 thì là một phòng ngủ master. Đây là một phòng ngủ mà sẽ có sở hữu thêm một cái phần giếng trời, để quý vị có thể thấy đây. Thì chúng ta sẽ rất là tận dụng được những cái phần sân ướt của chúng ta để làm cái phần giếng trời này, làm cái không gian phòng ngủ của chúng ta nó sẽ thoáng hơn, nó sẽ sáng hơn so với việc là chúng ta sẽ xây những cái phần tường đặc, đúng không? Nếu mà chúng ta xây hết đất, chúng ta xây hết đất thì thực sự ra ngôi nhà của chúng ta nó rất là bí. Bởi vì vậy cho nên là quý vị bạn dù ít dù nhiều chúng ta nên để những khoảng không gian để chúng ta làm cái phần giếng trời này quý vị nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần mặt bằng tầng tum. Ở đây chúng ta sẽ có khu vực tum thì sẽ dành ra khu vực chủ yếu để làm BBQ và một khu vực để chúng ta làm khu vực sân sau, tức là chúng ta có thể để tét nước thái dương năng ở phía sau ngôi nhà như này. Đây là phần máy kính khu vực giếng trời nhé. Chúng ta sẽ đến với phần mặt đứng trục thì sẽ xác định được phần chiều cao, chiều rộng của công trình. Ở đây thì các trục thì chúng tôi đã đều thể hiện rất là chi tiết. Thì quý vị có thể thấy ở đây thì hệ bậc tam cấp tương ứng với chiều cao là 4,50. Chúng ta sẽ tính từ phần sân lên phần sàn. Chiều cao của tầng 1 là 3,6m, tầng 2 là 3,5m và chiều cao của khu vực tum là 3,2m. Tổng chiều cao công trình là 10,3 so với chiều rộng là 7,3. Đúng không ạ? Và đây chúng tôi cũng đã bóc tách các loại gạch mà chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta ốp các khu vực thì chúng ta sẽ có những cái phần diện tích. Còn về phần màu sắc thì chúng ta sẽ lựa chọn trực tiếp khi mà quý vị và các bạn chúng ta có những cái bản dự toán thì chúng tôi sẽ lựa chọn trực tiếp dựa trên những cái hình ảnh mà chúng ta sẽ lựa chọn cho công trình. Hiện nay thì Mark Home cũng là đơn vị mà chúng tôi trực tiếp sản xuất các dòng sơn, các sản phẩm thiết bị vệ sinh, thiết bị ốp lát của Mark Home. Quý vị và các bạn có thể ghé thăm các showroom của Mark Home, hoặc quý vị và các bạn có thể truy cập các website của chúng tôi, ví dụ như sonmarkhome.vn hoặc thiết kế thi công chọn gói .com hoặc là markhomegroup.vn. Thì tất cả những cái nền tảng này thì chúng tôi cũng đã đều tích hợp những cái địa chỉ mà quý vị và các bạn có thể dễ dàng truy cập. Và ngoài ra nếu quý vị và các bạn mong muốn trở thành nhà đại lý, nhà phân phối các sản phẩm của chúng tôi như là sơn Mark Home, thiết bị vệ sinh, thiết bị ốp lát Mark Home hoặc các thiết bị của Mark Home thì quý vị và các bạn có thể vui lòng gọi tới các số điện thoại hotline của chúng tôi. Hiện nay chúng tôi đang đăng tuyển rất nhiều các đại lý tỉnh, đại lý vùng và đại lý miền, và với lượng khách hàng đông đảo trên khắp toàn quốc thì rất phù hợp cho quý vị và các bạn tại địa phương của quý vị và các bạn để có thể phân phối các sản phẩm của Mark Home chính hãng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với
với phần mặt bằng lát sàn. Với phần mặt bằng lát sàn này thì chúng ta sẽ định hình được các khu vực nào thì chúng ta sẽ sử dụng các loại gạch như nào. Thì như quý vị có thể thấy ở đây thì chúng ta sẽ có các khu vực, ví dụ như là khu vực phòng khách thì chúng ta thường sẽ sử dụng các loại gạch lớn, thường sẽ là kích thước 800x800. Còn các khu vực khác như là khu vực sảnh phụ, các khu vực như là nhà vệ sinh thì chúng ta sẽ sử dụng các loại gạch nhỏ hơn, sẽ thường sẽ là kích thước là 300x300. Và các loại gạch này thì thường chúng ta nên sử dụng các loại gạch ceramic có khả năng chống trơn. Hay là những khu vực ở trên tầng 2 như thế này thì quý vị thấy ở đây thì gia đình sẽ sử dụng các màu gạch giả gỗ. Nếu mà chúng ta có điều kiện một chút thì chúng ta nên thay bằng chất liệu gỗ thì gỗ nó sẽ cảm giác nó sẽ ấm hơn, đúng không ạ? Dù sao thì về thị giác thì gạch cũng sẽ như gỗ thôi. Tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng thì quý vị có thể thấy được phòng ngủ mà chúng ta có các chất liệu gỗ thì chúng ta sẽ cảm giác nó ấm cúng hơn và giấc ngủ của chúng ta sẽ sâu hơn. Ở đây thì khu vực ban công phía bên ngoài chúng ta sẽ sử dụng các loại gạch ceramic có khả năng chống trơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần mặt bằng định vị cửa. Thì ở đây chúng tôi sẽ có các kích thước cửa, ví dụ như cửa chính chúng tôi đã ký hiệu là D1, đúng không? Các phần cửa khác như là cửa sổ hay cửa nhà vệ sinh thì chúng tôi cũng đã ký hiệu rất là chi tiết ở trên hình, đúng không? Kích thước sẽ là dễ dàng thôi. Ví dụ như là quý vị có thể thấy là sẽ luôn luôn là chiều rộng sẽ đứng trước và chiều cao đứng sau. Thì các kích thước ví dụ như là cửa đi này 1m4 x 2m7 chúng tôi sẽ ký hiệu là rộng 1m4 và cao là 2m7. Thì quý vị và các bạn chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng những cái phần thước lỗ ban mà chúng tôi đã làm ở trên website, rất là dễ dàng để chúng ta có thể kiểm tra thôi. Và phần cuối cùng thì tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn về phần dự toán chi tiết của công trình. Với mỗi một công trình của Mark Home thì chúng tôi sẽ đều có những bảng dự toán rất là chi tiết về công trình, từ loại nhân công, vật liệu quý vị và các bạn sử dụng cho công trình. Và hy vọng rằng qua những chia sẻ của chúng tôi thì quý vị và các bạn đã có thêm nhiều thông tin hữu ích dành riêng cho công trình của mình. Và nếu quý vị yêu thích những thiết kế của Mark Home và mong muốn Mark Home thiết kế cho công trình của quý vị, hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ kiến trúc sư và tư vấn viên của Mark Home sẽ luôn tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Và bây giờ thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các số tiếp theo.